giống như anh Long Vũ ở đây, cái điều mà ít thành công nhất của cánh đàn ông đó là đôi khi thì tuổi càng ngày càng lớn thì tóc càng ngày càng ngắn dần đều lên. Chào đón khán giả đến với Thế Thành Show. Thật may mắn cho khách mời khi được trò chuyện với một MC đẹp trai. Thú vị hơn cho khách mời khi câu hỏi tôi dành cho bạn đều có chữ thành. Thành hay bại là do bạn cả. Wow, nghe sao căng thẳng quá. Và câu hỏi đầu tiên, điều bạn thấy thành công nhất khi lấy được Thế Thành làm chồng? Có được thêm một thành con nữa là bé Bảo Bảo. Câu này hợp lý đúng không? Hợp lý đúng không? Sao câu dễ vậy? Tại vì biên tập là nữ à, em cảm ơn. Rồi chấp luôn, còn tới 3 câu nữa là không lẽ không có câu nào bị đánh. Câu thứ hai, cơ thể tôi là một sự thành công của tạo hóa. Vậy theo bạn, điểm nào trên cơ thể ít thành công nhất? Tôi biết rồi. Bọn anh cũng biết rồi. Ban nhạc biết rồi. Ban nhạc cũng biết rồi. Cái là Diễn có muốn nói không thôi. Thật ra thì em nghĩ đây là cái tình hình chung của các anh. Thế nên là chuyện nhà mình thì cũng nhiều người biết. Thì cũng giống như anh Long Vũ ở đây, cái điều mà ít thành công nhất của cánh đàn ông đó là đôi khi thì tuổi càng ngày càng lớn thì tóc càng ngày càng ngắn dần đều lên. Phải không anh? Dạ, cái điều mà em trăn trở nhất cho tới hiện tại bây giờ là tóc em càng ngày nó càng rụng anh à. Anh là hình mẫu. Dạ, anh sao không còn rụng, anh không còn rụng nữa. Không còn mà rụng. Anh không còn nữa. Không còn mà rụng. Câu này thì ban giám khảo thấy thế nào? Thế bây giờ vẫn còn một câu nữa. Câu này Thành phải tự nghĩ ra. Anh ơi, ăn búa thì đã đành, nhưng mà em có được về nhà hay không là một chuyện. Thế thì phải tính, suy tính. Và bây giờ là câu cuối cùng. Tôi xin hỏi bạn Diễm, nếu như trong cuộc sống tiếp theo mà lỡ có một ngày tôi không làm việc nhà nữa, tôi làm gì? Tôi không làm gì hết. Tôi chỉ ngồi, tôi xem tivi, tôi ăn, tôi đi chơi. Nếu lúc đó bạn sẽ đối xử với tôi như thế nào? Trả lời đi. Câu này khó. Thôi anh ơi, búa em đại luôn đi, trả lời biết đầu quá. Thôi búa luôn. Nghĩa là bản thân tôi. Cái việc ấy nó không bao giờ xảy ra đâu. Tại vì không bao giờ xảy ra thôi. Em đặt cái câu hỏi này em nói để cho vui cái miệng em thôi. Nói là không có cửa chứ không có cửa đâu. Cảm ơn các bạn. Ôi cảm ơn ban giám khảo. Cảm ơn mọi người, cảm ơn giám khảo. Cái Thành Show và Diễm Show đều rất là hấp dẫn. Tôi nghĩ rằng là mọi người đều cảm thấy thích thú bởi các show vừa rồi của các bạn với những câu trả lời hết sức là chân thành. Dạ. Và mình là những con người hết sức là biết chấp nhận. Thà bị ăn búa chứ ai đi nói thật. Đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà tôi qua đấy tôi thấy rằng là gia đình bạn là gia đình hết sức là yên ấm. Dạ. Rất là yêu thương nhau, tôn trọng nhau. Và đó là lý do tại sao mà tôi muốn mời Lương Thế Thành cùng Thiếu Diễm cùng quý vị khán giả là đến với bài hát một sáng tác của Đinh Hương qua giọng hát của Nguyên Hà. Bài hát có tên Mình yêu nhau bình yên thôi. Mang tình yêu đi khắp thành phố thật xa hoa, đến cả những miền quê bình yên ở nơi xa. Vai tựa vai và đôi bàn tay nắm siết chặt mãi, yêu thương đong đầy những tháng năm. Có tình yêu nào như tình yêu của đôi ta, yêu là sẽ bỏ tất cả để cùng đi xa, đi tìm chân trời nơi mình sẽ gọi tên hạnh phúc. Qua bao vui buồn vẫn mỉm cười, bao điều rồi ngày mai nắng lên
những ngày nắng vàng an nhiên, qua ngày bão giông gió sẽ dịu dàng bên hiên. Môi kề môi và đôi bàn tay vẫn siết chặt mãi bên nhau, câu chuyện cho sớm hôm. Có tình yêu nào như tình yêu tuổi thanh xuân, yêu bằng tất cả chân thành khát vọng xuân xanh. Yêu là khi mình sẽ cùng nhau nhìn chung một hướng, qua bao vui buồn vẫn mỉm cười.